Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở Hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraluklu cho biết số lượng ngũ cốc được vận chuyển đến các nước châu Phi đã tăng gấp đôi trong 6 tháng qua, chiếm 12% tổng số lượng ngũ cốc xuất khẩu qua các cảng bên bờ Biển Đen. Theo ông Uraluklu, trong tổng số 987 chuyến tàu xuất phát từ các cảng ở Biển Đen, có 290 chuyến tàu mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 7 năm 2022 Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận ngũ cốc mang tên Sáng kiến ngũ cốc biển đen nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Thỏa thuận đã ba lần được gia hạn và theo lần gia hạn mới đây nhất vào ngày 18 tháng 5, thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7 tới.